Em chào Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả các bạn khán giả. Rồi chào bạn ở bên kia ạ. Gì vậy? Ngầu chưa? Sợ chưa? Em chào Quyền Linh. Gì vậy? Gì anh Linh? Đâu vậy? Đi hẹn hò anh. Lo làm cái ghê vậy? Phải ăn mặc ngầu ngầu chút vậy cho ấn tượng cái ạ. Chứ thật sự là cởi hết áo ra anh rất là đẹp trai ạ. Có ổn định về mặt tâm lý chưa? Có anh. Tiết lộ xíu cái vụ gì bên bển vậy anh Linh? Ấn tượng lắm hả anh Linh, sao anh im re vậy? Anh nói được không? Anh tưởng đâu anh đang công viên nước. À, tên gì? Em tên Ngô Phi Long à, 33 tuổi. Em là thợ cơ khí xe chuyển bên à. Nói từ từ coi, không có nghe. Bây giờ ổn định tâm lý đây nè. Dạ. Hít hơi thật sâu vô. Thở ra. Hít hơi. Thở ra. Nói. Em tên Ngô Phi Long, em 33 tuổi. Nghề nghiệp của em là thợ cơ khí sửa chữa bên. Tôi nói em hả? Dạ. Rồi, có người yêu nhiều chưa? Ba lần rồi. Ba lần. Dạ. Tôi là mẹ Minh Khôi. Dạ. Cũng mong là Cát Tường với Quyền Linh mát tay coi coi có mát duyên tài. Được không? Dạ mát tay thiệt nhưng đôi khi cũng bó tay. Cô thấy cái anh bạn ngồi bên kia sao cô thấy làm gì khán giả cười rần rần đây, hai người trên này không hiểu gì trơn cô. Cái bạn bên đây thì xuất hiện thì có hơi ấn tượng đó, nên là khán giả cười là ấn tượng rồi đó. Ấn tượng tốt hay ấn tượng xấu hay cô? Ấn tượng hơi lạ lạ. Dạ, người biết tạo ấn tượng là vậy đó, người ta xuất hiện ấn tượng tạo ấn tượng thôi. Nhưng mà con người rất là lịch lãm ha. Em chào chị Cát Tường ạ. Hồi nãy vụ gì mà ấn tượng mà lạ, hồi nãy khán giả dưới cười. Kệ thôi, em sẽ biết thôi, chút xíu rồi sẽ biết. Hả? Vụ gì vậy? Không biết. Đó, cái gì vậy? Hả? Kệ người ta. Cái gì vậy? Cô nói đúng thiệt. Đơn giản một từ, lạ. Cảm ơn bạn đã cho tôi mấy giây đứng hình. Cũng một từ đơn giản, lạ. Anh nghĩ rằng không thể đánh giá về ngoài được, mình nói cho vui thôi. Yeah. Quan trọng là mình sống như thế nào. Thông qua câu chuyện giữa tôi với bạn thì tôi nghĩ rằng bạn là một người có chiều sâu rất là tốt. Bạn là một người biết suy nghĩ chín chắn. Và đến tuổi thì cũng được rồi đấy, lấy vợ được rồi. Yeah. Tôi xem thử xem cô gái bên đây thế nào vậy. Chào bạn. Dạ. Thôi để chúc bạn nhìn rồi bạn sẽ hiểu ha. Dạ. Trời Lương không thể nói nhiều được. Tại vì tôi cũng chỉ nói được con từ lạ. Rồi. Một cô gái đó nhìn mẹ sao biết rồi, có lòng tiền rất là xinh xắn. Bây giờ thì chúng ta sẽ có mười có gì rối vậy anh Linh, chúng ta sẽ có hai phút. Thôi anh không em cứ gặp mặt nữa, mặc áo vô nữa hả? Ừ. Rồi ngồi xuống, anh nói xuất hiện là xuất hiện nha. Chúng ta sẽ kéo màn lên rồi. Gì vậy? Màn đâu, kéo lên, bình tĩnh. Kéo màn lên. Chuẩn bị tâm lý nha. Là rồi, chuẩn bị. Nhìn nhau. Giữ nguyên hình thật á. Giữ nguyên. Từ từ. Anh cứ giữ nguyên đó. Chào em. Chào anh. Sao anh lại chọn cái hình thể này? Bởi vì cái này là giống như là một cái sở thích của cái xe chừng của anh đó mà. Bởi vì làm cho người ta là làm nó mới chú ý được nhiều. Anh định thức biết mắt, đọc sách. Thường thường là anh biết chị Vinh Thám. Còn ngoài ra là cũng thành tích thì nói chung là cũng không phải có gì nhiều, là 3 lần chữa cháy, rồi 14 lần mới tình nguyện, với lại 3 lần bắt cướp có vũ khí thôi. Là bắt cướp bằng vũ khí này hả? Không. Không em. Thì nói chung là hồi nhỏ thì mẹ cho đi học võ mà. Để thứ nhất là bảo vệ sức khỏe, thứ hai nữa là làm việc có ích. Anh đứng lên múa võ một đường cho cô gái xem đi. Trời ơi. Giữ à, giữ à, giữ à. Trơn thôi. Ê, lạ không? Giống võ sư quá vậy. Bây giờ mình mở khiến ra đi đó. Nóng không? Nóng ạ. Trời Sài Gòn mà bắt khoát này vậy chắc chết quá. Với lại có một điều quan trọng nữa là một cái việc không thể thiếu cho ngày buổi đầu gặp gỡ đó là một ít chocolate. Rồi, cảm ơn anh. Vũ sư mà đi loạn, võ sư mà đi loạn trạng vậy. Anh kể cho mình những lần bắt cướp với cô gái nghe đi. Dạ. Thì nói chung là khi mà ra đường á, ý chuyện bất bình á, cho nên là nhiều khi mình cũng ngứa tay, cho nên là anh làm gì rồi mai mốt, ví dụ anh nghĩ anh lập gia đình rồi anh làm gì, có cái về thương tích gì anh có nghĩ đến vợ con anh không? Thì nếu mà có gia đình thì anh sẽ nghĩ lại. Thí dụ như mai mốt mà anh lập gia đình rồi á, những cái chuyện mà bắt cướp của anh á là có còn tái diễn lại hoài không? Thì cái đó thì nói chung là nếu mà ra đường anh gặp chuyện thì anh sẽ
Hỏi ý kiến của em. Ôi trời đất ơi, thấy cướp không chạy giờ hỏi vợ có được không? Phải, nếu mà đi ra đường, nếu mà mình đi một mình thì mình làm luôn. Mà nếu đi có vợ thì hỏi em, đứng xuống đây cho anh làm việc một chút xíu. Mình chạy mất tiêu rồi sao? Không có đâu anh, không kịp với em đâu. Trời ơi. Không nghĩ khí đấy. Nhỏ nhỏ chứ không phải vàng bừa đâu anh. Không dắt đi sao? Hồi ông cũng biết vòng lại tôi sợ ông đi luôn ghê. Nói tóm lại là người không sợ cướp nhưng sợ vợ. Rồi, mình bỏ chuyện cướp giật ngoài đường đó đi. Chúng ta cứ nói chuyện về tình yêu ha. Bắt đầu. Nói chuyện nói chung là ấn tượng ban đầu của Long về bạn là bạn rất là xinh, rất dễ thương. Cảm ơn anh. Long thích con gái có đàn thở như bạn. Mẹ Long thì cũng đã nghĩ đến chuyện cho Long lập gia đình rồi. Yeah. Thì nếu mà được thì có thể là năm nay hoặc năm sau mình cưới. Bởi vì trong tay anh là 204 người chết trời để ăn đám cưới của anh á. Nhiều dữ vậy ha. Bây giờ ở trong tay thì nói chung là anh gọi là đẹp trai nhưng mà đẹp trai nhưng gọi là cũng là hot boy á. Hot boy đây không phải là nghĩa là nghĩa đẹp trai, tức là anh giúp đỡ người khác mà anh không nghĩ cái gì hết. Không biết là khi mà gặp anh thì đã bất ngờ vậy rồi, không biết là sau này khi mời về gia đình anh thì không biết mẹ anh có như thế nào. Anh nói không phải quay với em có một bà mẹ chồng rất là ok, mẹ anh rất là thương con dâu, mẹ anh là dễ mà. Hết thời gian. Mặc dù có 2 phút nhưng mà chị thấy là em tiếp nhận được rất là nhiều thông tin đúng không? Dạ. Bây giờ là lúc mình lắng động lại, suy nghĩ thật kỹ và dạ, quyết định xem mình có bấm nút hay không. Dạ. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao em lại không có đồng ý với lúc chọn bạn trai? Tại vì theo quan điểm của em thì em thích cái người mà trầm tĩnh một chút. Không, anh nghĩ anh Long thế này, nãy giờ mình nói chuyện vui, anh ấy là một cái người rất là vui, hài hước, một người rất là năng động trong giao tiếp, một con người nghĩa khí. Anh nghĩ trong cuộc sống muộn phiền thế này, phức tạp thế này, một cuộc sống gọi là nhiều stress ha, chúng ta có một cái người bạn vui tính như vậy thì cũng tốt quá chứ. Không, để làm bạn thì em vẫn sẽ làm bạn với Long, nhưng mà thế là để mà cái người mà tiến xa hơn thì chắc là không hợp với bản thân em. Biết đâu được khi mà làm bạn với nhau điều gì nó xảy ra thì sao, anh tin không? Em tin điều đó. Linh cũng tin điều đó.